Chiếc trường Nga sụp sôi, rộ tin con gái ông Putin dẫn đầu chế thanh niên vàng trong điện Kremlin nổi loạn. Nổ trung chuyển Sevastopol, cầu Crimea đóng cửa khẩn, rộ tin căn cứ không quân Belbek bị Ukraine tấn công tên lửa. Giới tuyên truyền quân sự Nga gọi thẳng tên ông Medvedev, lực lượng tinh nhuệ Nga chỉ còn lại binh sĩ chống nạn thống đốc Nga kêu gạo trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Belgorod. Mỹ sắp công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường phòng không Ukraine. Hungary và Đức đã xảy ra mâu thuẫn. Cả châu Âu phẫn nộ về cuộc gặp của ông Orbán với Putin. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Điểm Nóng Thế Giới trưa ngày 7 tháng 7 những diễn biến liên quan đến cuộc chiến sụp sôi ở Ukraine cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Chính trường Nga sụp sôi, rộ tin con gái ông Putin dẫn đầu chế thanh niên phạm trong điện Kremlin nổi loạn. Kính thưa quý vị, một cuộc nổi dậy đang diễn ra trong giới lãnh đạo cao nhất của điện Kremlin. Những thanh niên trong giới thượng lưu ở điện Kremlin không hài lòng với con đường mà các ông già đang theo đuổi, phải yêu cầu thay đổi thông tin này được nhà khoa học chính trị người nga Abbas Galiamov người trước đây từng làm việc chặt chẽ với tổng thống nga Putin ông đã chia sẻ với nguồn tin đối lập Weken plan ông tuyên bố rằng một nhóm đại diện không hài lòng của thanh niên vàng bắt đầu hình thành xung quanh cô con gái bí mật Katerina Tikhonova của ông Putin họ không thích sự cô lập mà nga đã bắt đầu rơi vào nhà khoa học chính trị cho biết một nhóm đại diện thuộc thế hệ thứ hai trong chính quyền của Putin hiện đang hình thành xung quanh Katerina Tikhonova, những người không hài lòng với các phần lớn những gì đang xảy ra trong nước. Các chính sách của Putin hoa trà hoàn toàn không hiệu quả nên bị bác bỏ. Chuyên gia giải thích, Putin không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến mà ông ta đã bắt đầu và không thể chống lại các lệnh trừng phạt một cách hiệu quả. Nhìn chung, theo ông Mop, Tikhonova bắt đầu có được ảnh hưởng chính trị rất nhanh ở Nga, đoàn tùy tùng của cô bao gồm những nhân vật khá có ảnh hưởng, bao gồm tân bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belushov, cựu nhân viên bảo vệ của Tổng thống Nga, Dermin, trợ lý Tổng thống Melensky và nhiều người khác. Hơn nữa, con gái của ông Putin được dự đoán sẽ là người kế vị chính của ông. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng giới thanh niên vàng trong Điện Kremlin đã tính đến một cuộc nổi loạn vì sự gò bó mà họ phải chịu khi nước Nga bị phương Tây cấm vận. Nổ trung chuyển Sevastopol, cầu Troimia đóng cửa khẩn. Rộ tin căn cứ không quân Belbek bị Ukraine tấn công tên lửa. Hãng thông tấn Prada đưa tin giao thông qua cầu Troimia đã bị tạm đình chỉ trong một thời gian ngắn vào đêm 5 tháng 7, rạng sáng 6 tháng 7. Ken Kremlin Quyền đưa tin rạng sáng ngày 6 tháng 7, Nga một lần nữa phong tỏa cầu Troimia, mà xã hội đưa tin về âm thanh vụ nổ ở Sevastopol. Cái này cho biết vào rạng sáng thứ Bảy, Nga đã phong tỏa cầu Crimea trong thời gian ngắn. Đồng thời, Kremlin quên đưa tin rằng từ phía Olovka ở Sevastopol vào lúc 0 giờ 20 phút, hai tiếng nổ đã được nghe thấy từ biển. Trước đó, lúc 23 giờ 55 ngày 5 tháng 7, từ căn cứ không quân Belbek vang lên tiếng máy bay chiến đấu cất cánh. Quân đội Ukraine được cho là đã dùng tên lửa ITAP-MS tập kích căn cứ không quân Belbek của Nga tại bán đảo Crimea làm hư hại radar phòng không. Căn cứ không quân Belbek vốn là sân bay quốc tế nằm ở phía bắc Sevastopol, song dừng phục vụ các chuyến bay dân sự từ năm 2014. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine. Đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân số 38 của Nga, sở hữu tiêm kích Su-27, Su-27SM, tiêm kích huấn luyện Su-27UB, Su-30M2 và dự kiến vận hành Su-35S. Một số đơn vị không quân Nga khác cũng đóng tại căn cứ với tiêm kích MiG-31, Su-30SM, Su-35S và tiêm kích Su-34. Ukraine từ lâu coi căn cứ Baibak là mục tiêu hàng đầu nhiều lần tấn công cơ sở này, song dường như không đạt được kết quả. Tuy nhiên, với tên lửa Aitab MS, Tomsa mới nhận từ Mỹ Ukraine có thể tập kích căn cứ Belbek và khiến các mục tiêu khác xa hơn trên bán đảo Crimea gặp rủi ro. Giới tuyên truyền quân sự Nga gọi thẳng tên ông Medvedev, lực lượng tinh nguyện Nga chỉ còn lại binh sĩ chống nặng. Kính thưa quý vị, quân nhân Nga có tên Artem Sarebov, người đã quay một đoạn video tin nhắn cho ông chủ điện Kremlin, về các trung đoàn bị thương tật đang chiến đấu ở mặt trận, đã bị chỉ huy của mình trừng phạt trong một khố trà tấn ở Shashevo. Điều này đã được một số nguồn tin của Nga đưa tin, bao gồm cả nhà tuyên truyền Anastasia Kasevarova. Sherepov cùng các đồng nghiệp thuộc Trung đoàn Satan 26, sư đoàn 47 của lực lượng vũ trang Nga, đã ghi lại lời kêu gọi ông Putin hồi tháng 6. Người lính này phàn nàn rằng các chỉ huy đã gửi những quân nhân không được điều trị tốt thẳng từ bệnh viện ra mặt trận. Những người lính chống nạn, khuyết tật và cục tay được cử đi làm nhiệm vụ chiến đấu mà họ không có cơ hội trở về. Những đơn vị như vậy đã trở thành một hiện tượng lớn trong lực lượng vũ trang Nga và thậm chí còn được gọi là trung đoàn tàn tật. Đúng như dự đoán, ông Sadipov đã không đạt được khi đi đòi công lý vì đã đưa vấn đề của lực lượng vũ trang Nga ra công chúng. Ông đã bị trừng phạt bằng hình thức bị chỉ huy tra tấn theo đó, Shalipov đã được đưa đến tầng hầm khét tiếng dành cho những kẻ rác rưởi ở Shcheyskivu bị chiếm đóng. Trước vụ việc này, nhà tuyên truyền của quân đội Nga Kacheverova rất phẫn nộ và nói rằng Shalipov gây được đơn kháng cáo về việc hàng chục người không được điều trị đang được đưa đi chiến đấu. Ngày hôm qua đã được đưa đến văn phòng, phòng chỉ huy quân sự ở Shcheyskivu. Jezefo đã nổi tiếng đến mức các tân hầm của Libyanka cũng cần được nghỉ ngơi vì sự tra tấn trong hàng ngũ quá nhiều. Bà cho rằng việc đưa binh lính tàn tật ra mặt trận là một chiến thuật có chủ ý của các chỉ huy Nga. Bà Kasevarova cũng bắt đầu đoán rằng Điện Kremlin đã nói dối khi nói rằng ở mặt trận không thiếu quân. Nếu Dmitry Mavadev báo cáo rằng 190.000 người đã đăng ký hợp đồng kể từ đầu năm thì tại sao tuyến đầu lại cần những chiến binh chống nặng như vậy? Nhà tuyên truyền của Nga hỏi, theo nguồn tin đối lập Asra của Nga, chỉ riêng trong tháng 6 năm 2024, ít nhất 20 quân nhân Nga đã mất tích sau khi bị đưa tới hố tra tấn ở Shechevo. Tất cả họ bị trừng phạt vì không chịu tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy và tiến hành các cuộc tấn công. Có lẽ không ai trong số họ còn sống nữa. Tổng cộng, các phương tiện truyền thông biết đến ít nhất 16 nhà tù tra tấn bất hợp pháp như vậy của lực lượng vũ trang Nga, nơi người Nga bị giam giữ trong điều kiện tra tấn và hành quyết binh lính của chính họ vì tội bất tuân. Thống đốc Nga kêu gạo trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Belgorod. Thống đốc Vyacheslav Gladkov tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thị trấn Srebrenica thuộc tỉnh Belgorod của Nga vào đêm ngày 5 tháng 7 đã làm hư hại nhiều tòa nhà, phương tiện và một cơ sở công nghiệp, đồng thời làm một người bị thương. Các báo cáo về các cuộc tấn công trên không nhằm vào tỉnh Belgorod, nơi giáp tranh với các tỉnh Sumy, Kharkiv và Luhansk của Ukraine, đã trở nên thường xuyên trong những tháng gần đây. Theo Cup, Tổng cộng có 11 ngôi nhà bị hư hại trong các cuộc tấn công, cũng khiến đường dây điện bị đứt trên khắp cộng đồng. Các sở hạ tầng xã hội chưa xác định cũng bị hư hại trong các cuộc tấn công, cấp tuyên bố. Tờ Kiev Independent không thể xác minh tuyên bố của cấp và quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công bị cáo buộc. Kiev không phải lúc nào cũng chính thức nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công được báo cáo trên đất Nga. Trong một số trường hợp, Ukraine đã phản đối các cáo buộc của Nga liên quan đến các cuộc tấn công ở Belgorod Oblast. Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga bằng các cuộc tấn công ngày càng gia tăng trong suốt nửa đầu năm. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông Nga đưa tin vào đêm ngày 6 tháng 7, một cuộc tấn công bằng máy bay không gửi lái vào vùng Krasnodar Krai của Nga đã gây ra hỏa hoạn tại hai kho chứa dầu, đồng thời làm hư hại một tháp truyền thông. Vào ngày 1 tháng 7, một cuộc tấn công bằng máy bay không gửi lái của Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy điện luyện kim Oskan ở tỉnh Belgorod. Một nguồn tin tình báo quân sự nói với tờ Kiev Independent vào ngày 3 tháng 7. Theo nguồn tin này, cơ sở này vốn rất quan trọng đối với tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, là chuyên nghiệp luyện kim chu trình hoàn chỉnh duy nhất ở Nga. Mỹ sắp công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường phòng không Ukraine. Ukraine đưa tin người phát ngôn tòa Bạch Úc cho biết tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào ngày 9 đến 11 tháng 7, Mỹ sẽ công bố các bước đi mới nhằm tăng cường khả năng phòng không và quân sự của Ukraine. Quan chức cấp cao này nói, tuần tới các bạn sẽ thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine từ Mỹ và các đồng minh liên minh sẽ tái khẳng định rằng tương lai của ukraine là ở nato và đưa ra những thông báo mới quan trọng về cách chúng tôi đang tăng cường quân sự chính trị và tài chính hỗ trợ cho kiev quan chức nói mỹ cũng sẽ công bố các bước đi mới nhằm tăng cường khả năng phòng không và quân sự của ukraine nhằm giúp nước này tự vệ ngày hôm nay và ngăn chặn sự gây hấn của nga trong tương lai Ông nói rõ rằng những tuyên bố này sẽ trở thành một phần cầu nối để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Ngoài ra, ông cho biết cuộc họp của Hội đồng NATO Ukraine sẽ diễn ra vào thứ Năm 11 tháng 7. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức một sự kiện chung với người đồng cấp Ukraine cùng gần 20 đồng minh. Các đối tác đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Người phát ngôn Tòa Bạch đốc cũng lưu ý, hội nghị thượng đỉnh ở Washington sẽ gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin một tín hiệu mạnh mẽ, rằng ông sẽ không thể áp đảo được liên minh các nước ủng hộ Ukraine. Hungary và Đức đã xảy ra mâu thuẫn, cả châu Âu phẫn nộ với cuộc gặp của ông Open với Putin. Hungary bất ngờ hủy chuyến thăm Budapest của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Điều này xảy ra sau khi Thủ tướng Olaf chỉ trích Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về chuyến đi không báo trước tới Moscow. Điều này đã được Bloomberg đưa tin. Baerbock dự kiến gặp người đồng cấp Hungary Peter Sirasso, người đã thắp tùng Orbán trong chuyến thăm Nga. Tuy nhiên, chính phủ Hungary đã nhanh chóng hủy cuộc họp vào tối thứ Sáu, khiến chính phủ Đức ngạc nhiên một quan chức giấu tên ở Berlin nói với cơ quan này. Ông nói, trong chuyến tự đi của Oban tới Nga, một cuộc thảo luận nghiêm túc và trung thực giữa hai bộ trưởng ngoại giao sẽ rất quan trọng. Phải chuyến đi của ông Oban tới Moscow, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, mặc dù Hungary giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Âu, nhưng nước này không có thẩm quyền thay mặt liên minh tương tác với Liên bang Nga. Thủ tướng Scholz cho rằng, chính quyền Đức không thể ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Ukraine, nếu điều này đồng nghĩa với việc Kiev buông súng đầu hàng. Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo gay gắt với ông Oben rằng Hungary không được ngồi trên lưng người dân Ukraine quyết định về số phận của Ukraine mà không được sự cho phép của họ. Không có thỏa thuận nào về Ukraine nếu không có Ukraine. Và nhấn mạnh, chỉ có công thức hòa bình do Ukraine khởi xướng tại Thụy Sĩ mới khôi phục nền hòa bình công bằng. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng phản ứng gay gắt về chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tới Putin sau chuyến đi Ukraine. Bà nhấn mạnh sự xoa dịu sẽ không ngăn cản được Putin mà chỉ có sự đoàn kết và quyết tâm mới mở đường cho một nền hòa bình tàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine. Thủ tướng Cộng hòa Séc Best Vela cũng lên tiếng chỉ trích quyết định của Orbán. Viktor open không đại diện cho lợi ích của chúng tôi hoặc lợi ích của EU tại Moscow. Ông ta cũng không có thẩm quyền tiến hành đàm phán thay mặt chúng tôi. Lập trường của Cộng hòa Séc rất rõ ràng. Putin là kẻ xâm lược. Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnews.btv.com một lần nữa đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp